Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngưng các tàu hàng từ ga Sài Gòn đi ga Hà Nội và ngược lại. Lúc 12 giờ 45 phút ngày 12 tháng 4, tại hầm bãi gió trên đường sắt Bắc Nam, đoạn qua đèo Cả bị sạt lở, hàng trăm mét khối đất đá lấp kín cửa hầm. Trong khi việc khắc phục đang được triển khai thì đất đá liên tục bị sạt lở. Cập nhật đến ngày 16 tháng 4, sự cố do sạt lở tại hầm đường sắt đoạn qua đèo Cả ở Khánh Hòa vẫn chưa được xử lý xong. Các đoàn tàu hàng từ ga Sài Gòn, ga Hà Nội phải tạm ngưng hoạt động. Theo đó, trao đổi với báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Việt Tùng, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, đơn vị đang tiếp tục nỗ lực truyền tải hành khách cùng hàng hóa từ ga Tuy Hòa tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đến ga Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và ngược lại. Theo ông Tùng, chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang đang huy động xe tải để đưa các loại hàng hóa đông lạnh trên các toa hàng di chuyển sang container, ô tô tải để giao kịp cho khách hàng. Ngành đường sắt chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển, chủ hàng không phải chịu thêm chi phí phát sinh. Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang thông tin, đơn vị sẽ ưu tiên vận chuyển hàng đông lạnh trước, tránh hư hỏng, còn hàng khô sẽ vận chuyển ngay sau đó, cố gắng không để ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng. Hiện nay, ngành đường sắt đã tạm ngưng các tàu hàng từ ga Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh và ga Hà Nội để chờ khắc phục sạt lở hầm đường sắt qua đèo Cả, tránh ùn ứ hàng hóa tại ga Tuy Hòa và ga Giã. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải cho biết, địa chất khu vực đèo Cả rất phức tạp, liên tục sạt lở khiến công tác khắc phục ở đường hầm sắt bãi gió gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng thi công đang bơm bê tông từ đỉnh núi xuống hầm qua các lỗ khoan để gia cố thành hầm. Hiện Ban Quản lý Dự án 85 đã huy động thêm nhiều đơn vị như Tổng Công ty Sông Đà, Công ty Lũng Lô đến hỗ trợ tập trung cao nhất cho việc thông hầm. Cũng theo ông Tuấn, hiện chưa thể xác định chính xác thời gian thông hầm đường sắt qua đèo Cả do địa chất khu vực sạt lở không ổn định. Được biết, hầm bãi gió thuộc địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa dài khoảng 900 mét do Pháp xây dựng đưa vào sử dụng từ năm 1936. Hầm đã qua nhiều lần trùng tu sửa chữa. Vẫn chưa xác định thời gian thông hầm đường sắt qua đèo Cả. Việc đường sắt qua hầm đèo Cả bị sập hiện chưa thể xác định chính xác thời gian thông đường do địa chất khu vực sạt lở không ổn định. Cụ thể, chiều ngày 15 tháng 4, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án 85 Bộ Giao thông Vận tải cho biết, địa chất khu vực đèo Cả rất phức tạp, liên tục sạt lở khiến công tác khắc phục sạt lở ở hầm đường sắt bãi gió gặp khó khăn. Theo ông Tuấn, hiện phương án thi công được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, các chuyên gia đưa ra đạt kết quả khả quan. Ông Tuấn thông tin, lực lượng thi công đang bơm bê tông từ đỉnh núi xuống hầm qua các lỗ khoan để gia cố thành hầm. Hiện Ban Quản lý Dự án 85 đã huy động thêm nhiều đơn vị như Tổng Công ty Sông Đà, Công ty Lũng Lô đến hỗ trợ, tập trung cao nhất cho việc thông hầm. Cũng theo ông Tuấn, hiện chưa thể xác định chính xác thời gian thông hầm đường sắt qua đèo Cả do địa chất khu vực sạt lở không ổn định. Còn theo ông Trần Thiện Cảnh, Cục trưởng Cục Đường sắt Bộ Giao thông Vận tải, từ khi cấm xe lên đèo Cả, phía hầm đường sắt đã giảm rung chấn, giảm lượng đất đá rơi xuống hầm. Ông Cảnh nói, ngành đường sắt đang nỗ lực tối đa để có thể sớm thông đường sắt Bắc Nam. Ông Cảnh nói, mong người dân thông cảm, chia sẻ với ngành đường sắt vì sự cố không mong muốn. Khi nào đảm bảo gia cố được địa tầng trên đỉnh hầm, khơi thông được vị trí sạt, chống vách ổn định, sẽ cho thông hầm để tàu qua, lúc đó sẽ báo lại địa phương để cho mở lại đường bộ qua đèo. Theo cơ quan chức năng, từ khi sạt lở hầm đường sắt qua đèo Cả, trưa ngày 12 tháng 4 đến nay, ngành đường sắt đã chuyển tải 36 chuyến tàu với 10.122 hành khách. Hành khách được trung chuyển từ ga Tuy Hòa thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đến ga Vạn Giã thuộc huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và ngược lại. Chiều ngày 15 tháng 4, ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đi thị sát tình hình khắc phục sạt lở hầm đường sắt qua đèo Cả. Cùng ngày, ông Trần Việt Tùng, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang cho biết việc trung chuyển hành khách vẫn đang được đơn vị đảm bảo. Theo ông Tùng, riêng về tàu hàng,
chi nhánh vận tải đường sắt Nha Trang đang huy động xe tải đưa các loại hàng hóa đông lạnh trên các toa hàng di chuyển sang container, ô tô tải để giao cho khách hàng. Ngành đường sắt chi trả toàn bộ chi phí vận chuyển, chủ hàng không phải chịu thêm chi phí phát sinh. Tại ga Nha Trang hiện có 4 tàu vận chuyển hàng đang mắc kẹt, đa số hàng trên toa là container, không có hàng đông lạnh. Theo ông Tùng, những tàu hàng này phải chờ khắc phục xong sự cố ở đèo cả. Ngoài ra, các tàu hàng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội phải tạm ngừng đưa hàng đi theo đường sắt Bắc Nam chờ khắc phục, tránh ùn ứ hàng hóa. Cấm ô tô qua đèo cả, phân luồng giao thông ra sao? Trước sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió đoạn qua đèo cả thuộc địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4, khu quản lý đường bộ 3, Cục Quản lý đường bộ đã có phương án phân luồng giao thông. Theo khu quản lý đường bộ 3, hiện hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc Nam bị sụt lún đất đá từ đỉnh vòm hầm và đang tiếp tục sụt lún, diễn biến phức tạp. Tuyến hầm đường sắt giao chéo bên dưới với quốc lộ 1, khu vực đèo cả gây ảnh hưởng đến an toàn công trình đường sắt, đường bộ và ảnh hưởng an toàn đến giao thông tại khu vực. Trong thời gian chờ khắc phục, để đảm bảo an toàn công trình đường sắt, đường bộ, an toàn giao thông cho phương tiện giao thông đường bộ, cơ quan chức năng đã cấm tất cả các phương tiện trừ xe hai bánh lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn qua đèo cả từ chiều ngày 14 tháng 4. Ô tô các loại lưu thông qua hầm đường bộ đèo cả, trừ một số loại phương tiện không được lưu thông qua hầm đường bộ theo quy định. Khu quản lý đường bộ 3 sẽ tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông đường bộ không được lưu thông qua hầm đường bộ đèo cả từ 13 giờ ngày 14 tháng 4. Cụ thể, phương án 1, các loại phương tiện không được phép lưu thông qua hầm đường bộ đèo cả, gồm xe chở hàng độc hại, hóa chất độc hại, dễ cháy, chất nổ, hàng hóa nguy hiểm và các loại phương tiện có chiều cao lớn hơn 4,95 m, xe quá khổ có bề rộng từ 3,5 m trở lên, mô tô, xe máy, xe thô sơ. Các phương tiện đi theo hướng Bắc Nam chọn một trong ba lộ trình gồm di chuyển trên quốc lộ 1 đến ngã ba Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định, rẽ phải vào quốc lộ 19C đi theo đường Trường Sơn Đông. Khi đến km 521 thì rẽ trái tại km 67 vào quốc lộ 26, sau đó đi theo tuyến nút giao thông quốc lộ 26 và quốc lộ 1 rẽ phải để nhập vào quốc lộ 1 và tiếp tục đi vào Nam. Phương án 2, di chuyển trên quốc lộ 1 giao với quốc lộ 25, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Khi đến km 46, rẽ trái đi theo quốc lộ 19C, đi theo đường Trường Sơn Đông. Đến km 521, rẽ trái đi theo tuyến quốc lộ 26, đến nút giao, rẽ phải để nhập vào quốc lộ 1 để tiếp tục đi vào Nam. Phương án cuối cùng, di chuyển trên quốc lộ 1 đến vị trí nút giao với quốc lộ 29, thuộc huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Sau đó rẽ phải đi theo quốc lộ 29 đến nút giao với quốc lộ 19C thì rẽ trái đi theo hướng Trường Sơn Đông. Đến km 521 rẽ trái vào quốc lộ 26 đi đến nút giao với quốc lộ 1 thì rẽ phải nhập làn để tiếp tục đi vào Nam. Đối với phương tiện lưu thông hướng Nam Bắc di chuyển theo chiều ngược lại. Theo khu quản lý đường bộ 3, việc phân luồng trên sẽ áp dụng từ 13 giờ ngày 14 tháng 4 cho đến khi khắc phục xong sự cố, đảm bảo điều kiện an toàn để lưu thông trên quốc lộ 1, khu vực đèo cả. Khoan xuyên núi để gia cố hầm Bãi Gió. Liên quan đến vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, ông Lê Quang Vinh, Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, đơn vị đã huy động hơn 200 công nhân cùng máy móc nỗ lực giải phóng lượng đất đá bên trong hầm. Theo ông Vinh, sáng ngày 14 tháng 4, lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu, chuyên gia địa chất tổ chức họp khảo sát đánh giá, thống nhất phương án khắc phục sự cố. Theo đó, phía nam hầm Bãi Gió tiếp tục được gia cố khung sắt, phun bê tông trong hầm, đồng thời thống nhất phương án xác định đo tọa độ để khoan đỉnh hầm từ trên núi xuống hầm đường sắt, phía bắc Bãi Gió để phun bê tông. Phương án này được triển khai từ 9 giờ ngày 14 tháng 4. Sau khi phun bê tông, các đơn vị sẽ chờ đông cứng và tiếp tục khoan gia cố để đưa khung sắt vào trong đường hầm, đoạn bị sạt lở. Ông Vinh thông tin thêm, ngành đường sắt phấn đấu ngày 16 tháng 4 sẽ hoàn thành, thông hầm tạm thời. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!